Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy là một cái chiếc xe GLS 450 màu đỏ, mà đây là một chiếc xe lướt các bạn nha. Đó, và hiện tại chiếc xe GLS màu đỏ này, đây là chiếc xe lướt duy nhất trên thị trường luôn các bạn. Đó, các bạn thấy có rất là nhiều những cái chiếc xe GLS ở bên ngoài ha, bán với dạng xe lướt đi 10.000 cây, 20.000 cây, 30.000 cây các bạn, nhưng chắc chắn luôn không có cái chiếc xe màu đỏ như thế này đâu. Và đây là một cái chiếc xe lướt, nhưng nó sẽ lướt, nhưng đây là một cái chiếc xe mới 100% luôn các bạn. Bởi vì là cái xe này bên Duy đã đăng ký, đã ra tên, đã ra biển số của công ty rồi. Nhưng chiếc xe này thì đáng lẽ để dành cho các anh chị khách hàng lái thử, nhưng mà với cái xe này thì bên Duy sẽ không có lái thử luôn. Đó, và để ở đây luôn, các anh chị khách hàng nào mà quan tâm mà muốn lấy cái chiếc xe này luôn các bạn, thì bên Duy đang có sẵn và lấy ngay nó luôn. Đó, và với cái chiếc xe GLS 450 màu đỏ, nội thất màu kem này các bạn, thì các bạn lấy có thể là tiết kiệm hơn được khoảng tầm 500 triệu so với là khi mà các anh chị mua một cái chiếc xe mới hoàn toàn luôn các bạn. Mặc dù đây là một chiếc xe mới hoàn toàn luôn ha. Đó, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại một vòng cái xe GLS 450 màu đỏ này. Một cái chiếc xe có thể nói là độc nhất tại Việt Nam luôn các bạn nha. Độc nhất tại thị trường xe lướt ở Việt Nam luôn. Đó, và thật sự luôn các bạn tìm một cái chiếc xe mới luôn, hoàn toàn luôn các bạn, màu đỏ cũng rất là hiếm ha. Đa phần thì chúng ta chỉ thấy là màu trắng, màu đen hoặc là những cái màu khác thôi. Đó. Ok, về cái kiểu dáng, về cái kích thước của cái xe GLS 450 này các bạn, thì đây là một cái chiếc xe 7 chỗ full size, có thể nói là to nhất mà nhà Mercedes luôn. Và với kích thước của xe GLS 450 này các bạn, thì nó không khác gì so với lại cái Maybach GLS 600 mà Duy đang để bên cạnh nè. Đó, hai chiếc xe này thì có cùng một cái kích thước, có cùng như một cái thiết kế luôn. Đó, chỉ có điều là GLS Maybach chúng ta thì sẽ được trang bị cái phần nội thất cùng những cái trang thiết bị, những cái option nó sẽ nhiều hơn một chút xíu ha. Đó, trở lại với cái xe GLS 450 nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy là với một cái kích thước ha, dài hơn 5m2. Đó, và đây là một chiếc xe 7 chỗ full size nữa, cho nên là các bạn sẽ thấy nè, về kích thước của nó rất là to lớn luôn. Đó, về đèn xe thì các bạn sẽ thấy là đây là cái đèn multi beam LED, nó cũng y chang như đèn của chiếc xe GLS 600 Maybach, cũng không khác gì hết ha. Đây là cái công nghệ đèn thông minh của Mercedes-Benz, bên trong có tổng cộng là 84 bóng LED và giúp cái đèn multi beam LED này có thể là chiếu xa lên đến là 650m luôn các bạn nha. Đó, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở phần bên hông một chút xíu. Đó, và cái kích thước lớp của xe của chúng ta là 275/45R21 và mâm của chúng ta là mâm 21 inch các bạn nha. À, các bạn sẽ thấy là đây là cái bộ mâm đến từ nhà AMG, cho nên các bạn sẽ thấy là có logo AMG nè. Và hệ thống treo xe các bạn, hay còn gọi là phuộc xe của chiếc xe GLS 450 này, là hệ thống treo bằng khí nén. Nó sẽ giống như trên Maybach GLS 480 luôn. Có nghĩa là Maybach GLS 480 với lại GLS 450 này có cùng một kích thước, có cùng một cái hệ thống treo, có cùng một hệ thống khung gầm, cho nên hai chiếc xe này nó sẽ có một cái độ êm và độ cách âm như nhau luôn các bạn nha. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem bên hông nè. Thì so với lại Maybach GLS 480 hoặc là Maybach GLS 600 bạn, thì bệ bước của chiếc xe GLS 450 của chúng ta là bệ bước cố định nha. À, các bạn sẽ thấy nè, bệ bước cố định nó sẽ không thụt thò giống như là bộ bệ bước của Maybach ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa của GLS 450 này, thì các bạn sẽ thấy là đây là cột tay nắm cửa có cái viền chrome nè. À, chứng tỏ đây là một cái tay nắm cửa có tính năng là lóc cửa cảm ứng ha, keyless go. Tiếp theo nữa thì Duy sẽ cho các bạn xem cái thông số lớp bánh sau ha. Thông số lớp bánh sau là 315/40R21, có nghĩa là bộ mâm của chúng ta vẫn là mâm 21 inch, nhưng kích thước bề ngang của lớp là tới 315, có nghĩa là lớp xe sau nó sẽ rộng hơn xe lớp trước một chút xíu các bạn nha. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở phía sau. Thực ra là với chiếc xe GLS 450 này, bạn Duy có rất là nhiều những cái video clip về cái chiếc xe này rất là chi tiết luôn. Đó, nhưng mà với video clip này thì Duy sẽ chia sẻ cho các bạn nhanh hơn. Đó, để các bạn có thể biết được đây là một cái chiếc xe cũng như lướt bên Duy, cũng như là màu sắc ở bên ngoài, bên trong. Để các anh chị các bạn nào mà đang quan tâm đến cái mẫu xe GLS này thì có thể là liên hệ ngay với Duy. Với GLS 450 á, đây là cái dòng xe có thể nói là cuối bảng nhà Mercedes-Benz luôn, cho nên là các bạn sẽ thấy là ở cái khu vực hàng ghế sau nè các bạn, bây giờ là chúng ta có thể là đóng mở bằng điện hết rồi đó, bằng một cái nút bấm ở bên phía sau thôi, bên hông phía sau thôi đó. Và hàng ghế trước luôn các bạn cũng gập bằng điện hết ha. Đối với cái GLS này thì thật sự được trang bị hầu như là chúng ta tất cả gập ghế hay là bật ghế lên đều là bằng điện hết, nó rất là tiện lợi luôn. Và trong trường hợp nếu mà chúng ta mà cần chở đồ các bạn, thì chúng ta gập hết hai hàng ghế lại như thế này, rất là rộng luôn.
Đó, chúng ta có thể là chở được rất rất là nhiều đồ trong một cái khoang to như thế này ha. Rất rất là tuyệt vời luôn các bạn. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chỉ đi 5 người thôi các bạn, nhà chúng ta chỉ đi 5 người thôi, thì chúng ta có thể là gập cái hàng ghế ở phía sau này lại để chúng ta chở đồ thôi ha. Đó, và Di sẽ dựng lại hai cái hàng ghế ở giữa ha. Đó, bằng nút bấm ở đây. À, bây giờ Di sẽ gập lên. Các bạn thấy không? Nó gập ghế rất là đẹp ha. Đó, khi mà gập ghế lên như thế này các bạn, thì các bạn thấy không? Đó, cái khoang sau này chúng ta chở rất rất là nhiều đồ luôn các bạn. Nếu mà chúng ta cứ đi những cái chuyến picnic hay những chuyến dã ngoại á, chúng ta có thể chở được rất là nhiều cái hành lý, những kể cả có, nếu mà chúng ta có những cái chiếc xe đạp của em bé ha, chúng ta có thể để lên luôn, rất rất là rộng ha. GLS 450 này thì được trang bị cái bánh xe dự phòng các bạn nha. À, bánh xe dự phòng nó sẽ đặt ở bên đây, nó có đầy đủ những cái thiết bị như bơm điện nè, con đội nè. Bánh xe của chúng ta là bánh xe gấp gọn ha, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó rất là mỏng, nhưng mà khi chúng ta bơm lên á thì nó sẽ phình to lên ha. Những cái sách hướng dẫn sử dụng thì Di sẽ để khu vực dưới này, túi y tế này nọ ha. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái cốp sau lại và cho các bạn xem cái phần nội thất bên trong của chiếc xe GLS 450. Một cái điểm nữa là mà Di rất là thích trên các chiếc xe GLS 450 màu đỏ này các bạn, là được trang bị cái ghế màu kem. Đó, thông thường thì các bạn sẽ thấy là xe màu đỏ thường được phối với lại màu đen ha, nhưng mà với chiếc xe này Di đang có ha, là màu kem ở bên trong. À, màu kem thì chúng sẽ cho chúng ta một cái cảm giác là nó sẽ rộng rãi, thoải mái. Và những anh chị nào mà đã đi quen với cái nội thất màu kem rồi các bạn, thì khi mà đi vào cái nội thất màu đen thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi chật chội và cũng như là nó sẽ tối hơn ha. Đó, và đối với cái màu kem này thì Di thấy nó cũng rất là dễ vệ sinh, nó cũng rất là sạch sẽ thôi, nó cũng không có vấn đề gì mà các anh chị các bạn ngại ha. GLS 450 của chúng ta thì được trang bị cái vô lăng được bọc da và cái bọc bọc gỗ luôn các bạn. Cho nên là cái việc mà khi mà chúng ta lái những cái chiếc xe mà có vô lăng bọc gỗ như thế này á, thì cảm giác nó cũng sẽ mát cái tay hơn ha, dễ chịu hơn. Đó, và vô lăng của GLS 450 á, thì được trang bị cái vô lăng đa chức năng, cho nên là có rất là nhiều những cái nút bấm ở trên cái vô lăng này các bạn. Thì cái cụm điều khiển bên này sẽ điều khiển cho cái màn hình ở khu vực giải trí ha, còn cái cụm điều khiển bên này sẽ điều khiển cho cái màn hình táp lô, màn hình công tơ mét. À, ok, bây giờ Di sẽ nổ máy lên cho các bạn xem nha. GLS 450 thì trang bị cái động cơ mild hybrid các bạn. Thì khi mà chúng ta đề máy, chúng ta sẽ không có cảm giác là cái máy của chúng ta nó ồn. Đó, và chúng ta đề bằng cái một motor điện 48V nó gắn trên bánh đà động cơ ha. Thì đây là một cái công nghệ mới cho tất cả những cái mẫu xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ, tiết kiệm nhiên liệu hơn, cũng như là khi mà chúng ta đi vào thành phố, bạn đi những khu vực ở trong thành phố thì nó sẽ tăng cái sức kéo, tăng cái moment xoắn ha. GLS 450 thì chúng ta sẽ trang bị một cái màn hình dài như thế này các bạn, được kéo dài từ bên khu vực vô lăng đến tận cái khu vực bên này luôn. Đó, và màn hình của chúng ta là màn hình cảm ứng ha, rất là mượt và tích hợp cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt luôn. Đó, rất là thân thiện và rất là dễ sử dụng các bạn nha. Đó, các bạn cần một cái cài đặt một cái tính năng gì các bạn thì tất cả chúng ta đều vào cái phần cài đặt này ha. Đó, và chúng ta sẽ tìm vào cái mục mà mình đang muốn. Ví dụ như là Di muốn cài cái đèn viền nội thất này các bạn, thì Di sẽ vào cái phần đèn. Đây các bạn thấy không, phần đèn đó. Sau đó chúng ta chọn phần đèn trang trí nội thất và chúng ta chỉ việc là chọn màu hay là chọn độ sáng của nó thôi. Đây, chọn màu ha, và bên trong này nó có rất là nhiều những cái phối màu ha, các bạn thích cái màu nào thì các bạn có thể chọn ha. Đó, ví dụ như Di thích cái màu này thì sẽ chọn cái phần màu này. Đó, ví dụ như Di muốn là cài đặt một cái tính năng khác đây, ví dụ như về hệ thống hỗ trợ đi. Bên trong hệ thống hỗ trợ này nó sẽ có là tính năng là cảnh báo buồn ngủ. À, chúng ta có thể là tắt mở ở đây các bạn ha. Đó, ngoài ra thì cài đặt xe thì chúng ta có thể là xác nhận tín hiệu khóa xe nè, khóa cửa tự động nè, gập gương tự động nè. Một ngày nào đó mà các bạn lóc cửa mà các bạn không thấy cái gương gập vào các bạn thì chắc chắn rồi, ở phần gập gương tự động này chúng ta chưa có bật lên ha. Bây giờ Di sẽ bật lên. Đó, rất là dễ sử dụng luôn các bạn nha. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là những cái có rất là nhiều những cái nút bấm nè các bạn. Đó, nào là chế độ lái nè, chúng ta có thể là điều khiển bằng cái nút Dynamic ở khu vực này ha. Đó, bình thường thì xe của chúng ta sẽ lái ở chế độ Comfort, còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn cho nó phấn khích hơn, lái bốc hơn thì chúng ta có thể là chuyển sang chế độ lái Sport hoặc là chế độ lái cá nhân. Đó, ngoài ra trong những trường hợp mà chúng ta đi trong đô thị, các bạn muốn tiết kiệm hơn thì chúng ta có thể chọn về chế độ lái Eco ha. Rất là nhiều chế độ lái. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở khu vực này nó sẽ có những cái nút như là chế độ đậu xe tự động nè, nút cài đặt của xe nè, nút yêu thích nè, bản đồ nè, radio nè, media nè,
Đối với xe GLS 450, bạn được trang bị rất rất là nhiều những cái nút bấm ở cái khu vực này luôn, nhưng mà hầu như là Di thấy cũng ít khi mà chúng ta sẽ xài tới cái khu vực này đó. Hay đa phần là Di thấy là thói quen của các anh chị khách hàng của Di với bạn thì hay sử dụng cài đặt ngay ở trên cái màn hình cảm ứng này luôn, bởi vì cái màn hình cảm ứng này của chúng ta nó rất là nhạy và rất là dễ xài ha. Thay vì là Di muốn vào một cái nút Di muốn vào cài đặt một tính năng gì đó bạn, thì Di sẽ vào cái phần mà cái nút ngay ngay khu vực này. Nhưng đó thì thói quen của Duy bạn thì Duy sẽ sử dụng trên cái màn hình cảm ứng luôn, và Duy nghĩ là các anh chị khách hàng của Duy ha cũng sẽ là như vậy. Còn cái khu vực này các bạn là cái khu vực điều khiển máy lạnh nè các bạn. Chúng ta chỉnh máy lạnh ở khu vực này, nhiệt độ của hai vùng trước là khác nhau các bạn, và hai vùng sau cũng là khác nhau luôn ha. Đó, và Duy sẽ chỉnh nhiệt độ cho hai bên khác nhau nè. Các bạn thấy là bên này 23 độ nè, nhưng mà bên Duy hiện tại là Duy có thể chỉnh là khoảng tầm 17 hoặc là 18 độ vẫn được ha. Đó, sẽ khác nhau luôn. Đó, nói chung là khu vực này là chúng ta sẽ điều khiển máy lạnh của xe. Ở đây có một cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây ha, và hai cái USB để chúng ta xài Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này có một cái nút nhấn rất là to ha. Đây là tính năng là nâng hạ gầm, bởi vì là xe GLS 450 của chúng ta thì có hệ thống treo bằng khí nén, cho nên là chúng ta có thể hạ nâng cao hoặc là hạ thấp được gầm xe đó. Và một điểm nữa các bạn, thì đối với hệ thống treo bằng khí nén này, nó có tính năng là bù độ cao, có nghĩa là khi mà Duy ngồi một mình với bạn thì cái gầm xe nó cũng là như vậy, nhưng mà 7 người lên xe này ngồi thì cái gầm xe nó cũng ở vị trí này, chứng tỏ là cái chiếc xe của chúng ta các bạn nó sẽ bù được độ cao đó. Và các bạn có đi ít người hoặc là đông người hoặc là chở tải nhiều hơn bạn, thì gầm xe của chúng ta nằm ở một vị trí đó ha. Đây là một cái tính năng rất là hay trên cái hệ thống treo E-matic này, hay là gọi là hệ thống treo bằng khí nén. Và một cái điểm nữa các bạn mà rất là nhiều các anh chị khách hàng khi mà lên xe đều quan tâm và đều hỏi gì ha bạn, thì chiếc xe GLS 450 này được trang bị hệ thống âm thanh vòm Boommaster. Đây là một cái thương hiệu loa của Đức rất là nổi tiếng luôn các bạn. Và GLS 450 trang bị tổng cộng là 13 loa, công suất là lên đến là 590W. Và với hệ thống âm thanh này các bạn, thì từ đó tới giờ các bạn Duy chưa bao giờ nghe các anh chị khách hàng nói là cái loa này sẽ không hay ha. Bởi vì là khách hàng đi tới những cái dòng xe Maybach, những cái dòng xe mà cao cấp như thế này các bạn, thì thường là rất là khó tính về âm thanh ha. Nhưng đối với hệ thống âm thanh vòm Boommaster này thì hầu như là chưa có anh chị nào mà chê em nói được ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang sau để chúng ta trải nghiệm cái khoang sau nha. Một điểm mà Di rất là thích ở cái vị trí khoang này các bạn, là ở vị trí này chúng ta có thể là lùi ra phía sau trong những trường hợp là ở phía sau không có người ngồi ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy là khi mà Di lùi cái ghế này á, thì so với là cái ghế mà đã đẩy lên cao các bạn, thì các bạn thấy là trên nhau đâu đó cũng khoảng tầm một tấc ha. Đó, rất là nhiều các bạn nha. Đó, còn trong trường hợp mà có người thân của chúng ta bạn, thì chúng ta có thể là chia sẻ không gian là chúng ta đẩy lên phía trước này. Thì khi đẩy lên hết như thế này các bạn, thì ở phía này vẫn còn rất rất là rộng luôn. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái hàng ghế ở giữa nè. Di thấy là đối với cái xe GLS 450 này các bạn, thì được trang bị cái ghế giữa nó sẽ to hơn rất là nhiều so với những cái dòng xe khác bên Di luôn á. Đó, thì bây giờ Di sẽ ngồi thử nha. Cảm giác mà khi Di ngồi ở cái ghế giữa này các bạn thì vẫn rất là thoải mái luôn. Mặc dù là chắc chắn không thể nào thoải mái bằng hai cái ghế chính rồi, nhưng đối với cái hàng ghế ở giữa của chiếc xe GLS này thì Duy nghĩ là rất rất là ok rồi ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái khu vực để chúng ta điều khiển máy lạnh này các bạn. Đó, và đối với hệ thống máy lạnh ở phía sau các bạn thì có rất là nhiều những cái khe gió. Các bạn sẽ thấy ở trên cái cột B cũng có khe gió nè, trên trần xe khu vực này cũng có nè ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có là vị trí là thổi gió ở phía chân nữa. Đó, rất rất là nhiều chế độ gió cho cái khoang thứ hai này. Ok, bây giờ Di sẽ đi vào cái hàng ghế cuối cùng các bạn. Đây là một cái điểm mà cũng rất là nhiều các anh chị khách hàng quan tâm ha. Bây giờ Di sẽ đi vào khoang phía sau cho các bạn xem nha. Đó, chúng ta chỉ việc bấm một cái nút bấm ở đây thôi các bạn. Bấm một lần thôi là ghế của chúng ta sẽ tự động chạy về phía trước ha. Thì trong trường hợp là hàng ghế phía sau cùng của chúng ta đang gặp nè các bạn, thì Di có thể là gặp dựng đứng lên bằng cách là bấm hai cái nút bấm ở đây ha. Đây. Đó, đối với cái xe GLS 450 này các bạn, thì tất cả những cái ghế của chúng ta đều đóng mở bằng điện hết ha, rất là tiện lợi luôn. Bây giờ Di sẽ ngồi ở cái khoang sau nè. Di sẽ đóng cái ghế này lại cho các bạn xem coi nó có rộng hay không nha. Đó, bạn Di có thể chầm phía trước đóng ghế bằng chỗ này cũng được, nhưng mà Di cũng có thể là đóng ghế từ ở vị trí này luôn, nó sẽ tiện hơn nè. Ở đây nó sẽ tiện hơn nè các bạn. Hai bên đều có hai cái nút bấm để chúng ta đóng ha. Đó, hiện tại bây giờ thì Di đã
đã đóng cái ghế này nó sát xuống rồi các bạn ha. Và cái chân của Di hiện tại bây giờ vẫn còn cách cái ghế ở phía trước khoảng tầm một chút xíu như thế này ha. Đó các bạn thấy không, còn một chút xíu như thế này. Mặc dù là có thể là không thể nào mà thoải mái được như cái hàng ghế thứ hai, nhưng đối với cái hàng ghế thứ ba này, Di cảm thấy là cũng như là có rất là nhiều những anh chị khách hàng phản hồi là sẽ rộng hơn rất là nhiều so với lại những cái đối thủ của dòng xe này tại thị trường Việt Nam ha. Đó, như vậy là Duy nghĩ là cũng rất là ok rồi các bạn. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này có hai cái USB để chúng ta có thể là sạc điện thoại đây nè các bạn ha. Đó, khu vực này cũng vậy, và có cả khe gió ở trên trần chỗ này ha, vẫn đảm bảo là máy lạnh như nhau ha, vẫn mát mẻ như nhau. Và ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở này cũng có còn có một cái loa nữa để chúng ta nghe nhạc luôn ha. Đó, thật sự là với cái khoang thứ ba như thế này là nó rất rất là đầy đủ luôn các bạn, rất là đầy đủ luôn á. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe này. GLS 450 của chúng ta thì được trang bị động cơ là 3.0 lít 6 máy thẳng hàng các bạn nha, và được trang bị một cái motor điện 48V được gắn ngay trên bánh đà động cơ, giúp cho cái động cơ của chúng ta các bạn khi mà chúng ta khởi động thì nó sẽ êm ái hơn, cũng như là chúng ta sẽ không nghe được cái tiếng đề đó. Và ngoài ra nữa thì với cái động cơ 3.0 lít này, công suất lên đến là 367 mã lực, và hộp số của GLS 450 chắc chắn là hộp số tự động 9 cấp 9G Tronic ha, chứ danh của Mercedes-Benz. Và hiện tại chiếc xe GLS 450 màu đỏ này đang có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Di, và bán với dạng xe lướt đó, và tiết kiệm hơn rất rất là nhiều cho các anh chị khách hàng đó. Thực sự nói là xe lướt nhưng đây là cái chiếc xe mới 100% luôn các bạn nha. Đó, nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là chiếc xe GLS 450 này, thì các anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các anh chị thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.